Theo tin của hãng thông tấn UPI, có tới 80% thịt bán trong các siêu thị Mỹ chứa các loại siêu khuẩn Superbug có khả năng chống lại các thuốc kháng sinh. Siêu khuẩn được tìm thấy trong 79% các mẫu thịt gà tay xay, 71% các mẫu sườn heo, 62% các mẫu thịt bò xay và 36% mẫu thịt ức, cánh và đùi gà. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO trước đây từng nhiều lần cảnh báo rằng khả năng của vi khuẩn chống lại các thuốc kháng sinh là một mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe con người, cũng như cho an toàn thực phẩm. Tác giả của cuộc nghiên cứu là chuyên gia dinh dưỡng John Andugara nói rằng người tiêu thụ cần phải biết về nguy cơ bị nhiễm khuẩn của loại thịt mà họ ăn vào, để chú ý nhiều hơn về an toàn thực phẩm, nhất là khi nấu cho trẻ nhỏ, phụ nữ có bầu, người cao niên hay những người có hệ thống miễn nhiễm bị suy yếu. Tuy rằng tình trạng vi khuẩn có khả năng đề kháng thuốc kháng sinh là một mối đe dọa trầm trọng cho sức khỏe của con người, nhưng hiện nay thì chính phủ Mỹ hiện vẫn cho phép các nơi súc vật lấy thịt dùng thuốc kháng sinh cho các con vật khỏe mạnh. Các bác sĩ đề nghị rằng người tiêu thụ có thể giúp giảm lượng thuốc kháng sinh dùng trong các trang trại nuôi súc vật và giảm sự đề kháng thuốc bằng cách mua loại các thịt organic cũng như các thịt từ các nơi không dùng thuốc kháng sinh. Tổ chức có tên là Environmental Working Group cũng yêu cầu rằng cơ quan điều hành thực phẩm và dược phẩm Mỹ, gọi tắt là FDA, có hành động ngăn chặn tình trạng hiện nay.